Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam nhé. Ở đây đến hẹn lên vào cái khung giờ này với chương trình này thì cửa hàng mình lại tiếp tục lên cái video clip này. Đấy, thông báo đến anh em rằng là bên mình đang xả ngập tràn các dòng xe. Đấy, mà hiện tại cửa hàng xe máy Phương Nam mình đang có nhá. Nay mình xả cũng rất là nhiều xe. Đấy, phục vụ tất cả anh em quý khách nhà mình gọi là có một xe để trải nghiệm trong cái thời điểm bây giờ. Đấy, đây này. Nay mình về được rất là nhiều xe anh em. Nào là Rebel này. Rebel phiên bản là 170. Con này bản Sport anh em nhé, có cảng chống đổ 2 để trước 1 để sau. Hiện tại mình đang xả anh em con này là từ 40 xuống 37. Đấy, xả hẳn 3 củ liền lúc anh em ạ. Anh em thấy có rẻ không anh em ơi? Hiện tại xe đăng ký biển là thành phố nhé. Đấy, quá ngầu 170 Sport à. Anh em nào mà cần tư vấn hay là cần giao lưu cho đổi mặt hàng xe gì đừng quên để lại cho bên mình một bình luận này. Rồi Hyundai phiên bản 125cc, con này thì liền lạc sạch sẽ, áo sống khá là ok. Két nước mini bằng này này. Đấy, con này mình để mọi người chỉ với 12 củ nhưng mà đó là con giá hôm bữa thôi, hôm nay mình giảm 2 còn có 10 củ anh em nhé. Đấy, rồi Rebel phiên bản Sport tiếp này. 170 nhưng mà nó có đôn đầu lòng lên 220 rồi anh em ạ. Cho nên là cái cảm giác mà anh em mình cầm lái nó rất là sướng nhá. Chỉ với 28 củ thôi. Đấy là anh em mình đã có ngay một chiếc Rebel màu ngầu này rồi. 28 củ nếu mà mua góp đi chứ mình tầm 8 củ nhận xe thích thì khỏi trước luôn, tại sao? Tại vì có ngân hàng hỗ trợ nhá. Rồi Suzuki GZ phiên bản Chanomia. Ấy nói chung thì về cái độ hầm hố kiểu dáng của cái con GZ này thì mọi người khỏi suy nghĩ rồi. Ấy anh em mình hãy suy nghĩ làm sao mà để có thể chốt được đơn em nói đi ạ. Chỉ với 30 củ thôi. Đấy là chúng ta đã có xe rồi nhá. Trước mình bán 32 mọi người mới xả 2 củ xong. Rebel phiên bản 150. Đó, xe thì ngầu cực kỳ luôn. Con này thì mình đang để mọi người chỉ với 30 củ thôi ạ. Đấy là chúng ta đã có xe rồi, trả trước không cần đi trước nhá. Rồi Rebel bản Sport này 170 này. Đấy, con này 170 bản 1 đĩa nhá, có cảng chống đổ để mọi người, con này là 25 củ thôi. Rebel bên mình rẻ nhất là 25 củ, chúng ta đã có xe rồi. Rồi Rebel tiếp này, con này 26 củ nhá, bản 150 bản DD. Có két nước làm mát này. Đấy, két nước ô tô luôn, 2 đĩa trước 1 đĩa sau nhá, xe rất là ngầu. Đấy, 26 củ chúng ta đã có xe rồi. Anh em nào thích thì anh em chốt này. Rồi Honda Master phiên bản 125. Con này thì được anh chủ trước vô cho mình là một cái cả quả cặp thùng này. Đấy, thùng đựng đồ nhé. Đi đường xa rất là thoải mái, ghế tựa lưng luôn. Chỉ với 25 củ thôi ạ. 25 củ là chúng ta đã có ngay một chiếc Master xịn xó này rồi. Đấy, mọi người nào mà ưng kết về các cái mẫu xe bên cửa hàng mình thì hãy đến đây nhé. Rồi Honda Master tiếp này, con này bản 125 nốt luôn. Con này để mọi người là 20 củ thôi ạ. Đấy, hôm trước thì cũng có một ông chú ở dưới Cần Thơ ấy là cũng hỏi định cọc, thế là xong đợi tới sáng mai cái là bà vợ không cho mua nữa, cho nên là mọi người nhanh tay giúp mình này. Con này nãy mình còn báo giá 25 củ nhá. Rồi Kawasaki phiên bản LX250. Đấy, con này thì mình để mọi người chỉ với 41 củ thôi có xe rồi. Rồi Yamaha phiên bản 110 dọn đến kiểu dáng của cà phê này. Đấy, 13 củ để mọi người nhá, mua góp chứ mình tầm 3 củ nhận xe. Phantom phiên bản là 4 thì 150, xe lường lạc sạch sẽ, áo sống cứng cáp để mọi người, con này là 33 củ nhá, bản 150. Đấy, rồi Phantom phiên bản 200 phân khối này thì để mọi người là 30 củ nhá. Góp thì không cần đi trước luôn. Anh em quan tâm tới cái mặt hàng xe nào nhắn tin mình này. Rồi xe Kimco phiên bản 125. Đấy, con này mình đang chào bán mọi người chỉ với 10 củ nhưng mà đó thì con dám trước thôi. Bây giờ mình đang để mọi người chỉ với 8 củ ạ. 8 củ là chúng ta đã có xe. Rồi Honda Wayang phiên bản 125 phân khối, con này mình để mọi người là 30 củ, mới giảm 5 củ xuống còn có 25 củ anh em ơi. Rồi CBF phiên bản 125. Ôi trời ơi, lên quả cái bô leo kìa anh em ơi. Lên cái bô leo này. Đấy, anh em đi con này mới gọi là xịn xò nhá. Chỉ với 25 củ thôi là tất cả anh em mình đã có ngay một chiếc xe xịn xò này rồi. Anh em yêu thích thì anh em chốt này. Rồi Phantom phiên bản 4 thì đó, con này thì để anh em mình chỉ với 21 củ là có xe rồi. Rồi Rebel phiên bản 170 đâu 250 anh em ạ, nhập Mỹ nhưng con này để mọi người là 60 củ thôi. Rồi Suzuki GN phiên bản dọn dáng biên đúc để mọi người em này là 17 củ này. Rồi FZ 150 bản Mobis màu sơn GP để mọi người em này 22 củ nhá. Rồi GP1 để mọi người em này 27 củ thôi. Cửa hàng mình thì còn rất là nhiều xe, anh chị em mình nào cần tư vấn hoặc là cần giao lưu tư vấn chi tiết về các mặt hàng xe gì thì đừng quên để lại cho bên mình một cái bình luận nhá. Đấy, nay mình xả rất là nhiều xe anh ạ. Đấy, còn con xe nào thì cứ liên hệ mình nhá. Đấy, qua số điện thoại là 0977355248, Zalo 0385524819 nhá. Đấy, ok chưa, Zalo bơm xe máy này mọi người. Đấy, anh em nào mà cần tư vấn trao đổi mặt hàng xe nhắn tin mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.